Gì? Gì anh trai? Ê, ê, không có gì, không có gì, gì. Không có gì hết. Đi bên đây qua đây kia. Này, này đi qua cái gì mà thấy cảm giác nó như thịt thò gì đó. Em tôi nói nghe nè. Cái gì? Bữa nay mình nghỉ một bữa đi. Nên mà ông lên clip á. Ừ. Ông lên clip cái ông làm một clip nói là xin lỗi bà con với lại đại gia đình mình đi. Bữa nay nó nói là ông Khải ông bị gì đó, ông nghỉ. Ông nghỉ là chắc có thể dài hạn. Chứ anh bị cái gì? Thì nói chung là ông cứ nói vậy đi được rồi. Mà có vấn đề gì á? Không có gì, nhưng mà nó thì ông cứ nói là Khải có thể là nghỉ một tháng hoặc là có thể là nghỉ luôn. Em thấy hôm nay anh trúng số á. Không, số cũng phải làm. Để cái số này cũng tầm 10 củ. 10 củ tính ra có 10 triệu bạc. 10 triệu ở không ai cho anh 10 triệu anh ngon chết mồm rồi gì nữa. 10 triệu mà đòi nghỉ làm. Chứ không mà trúng số hay sao? 10 triệu rồi nghỉ cả tháng cả năm. Chứ anh chuyện cười quá. Anh cầm một mớ cái gì đó em không biết, em nghĩ đó là như là vàng vậy phải. Vàng ở đâu mà anh mua hả? Vàng ở đâu mà rớt, chẳng tôi nghĩ không phải vàng đâu, cái đó là cái gì chứ không phải vàng đâu. Vàng đâu mà rớt chứ được. Ôi chết bà, khai hả? Rớt hả? Không phải. Ê, nó nhỏ. Anh lượm cái gì đó cho xem thôi, em cho xem thôi. Nó nhỏ nghe. Cái gì? Nói ra gì? Cái này thì cũng bí mật nha. Ví dụ sao? mình làm tốt, ví dụ như ai mà đăng lên lỡ người ta thấy sao trời. Nhưng mà đăng cái gì em không hiểu anh nói gì luôn á. À, tôi lượm được một cọng dây chuyền. Đâu? Đâu xem ơi. Tôi nghĩ là cái cọng dây chuyền này do nó nhuyễn quá, bắt đầu cái nó đứt á. Hoặc nó xúc cái khoen á. Nó rớt lụm. Đâu đâu xem ơi. Đâu sao anh hên dữ vậy? Tao kêu lụm vàng là hên lắm á nha. Tao nói lụm vàng tiền xui ông thần. Anh lụm anh đang hên á chứ anh xui đâu xui. Ê ê ôi ôi ôi. Ê. Ôi ngon vậy anh Khải. Nè. Đâu nè. Mà sao lại không có mặt? Hả? Coi thôi đi rờ. Cái này như là vàng. 3-4 cái lận chứ phải một cái đâu. Ủa chứ không phải là mấy cái này là cái ấy hả? Ê, hai bọc khoen nè. Ừ. Một khoen nè. Hai khoen nè. Ừ. Ba khoen nè. Ừ. 4 5 phải không? Đây cái 6 nè. Vậy là 3 cái. Vậy tính ra cái này là người ta đi mua về ta làm của, cho nên người ta rớt. Anh nói anh trả lại người ta đi chứ, người ta làm biết bao nhiêu tiền rồi người ta mới như thế này rồi, anh lại lấy anh phòng thân thì không phải kỳ đâu quá. Tôi nghĩ là sợ người ta giục thôi chứ người ta không đi có mua đâu. Tao mua về nó nằm ở trong cái hộp. Nó phải rớt cái hộp chứ, tại sao mà nó rớt cục vậy? Tao cầm nó lung lay thì rớt có nhiều cái để mình rớt lắm. Cầm rớt em nghĩ là vàng này là vàng người ta mua về ta làm của nè. Một phần làm của để mai mốt là con ta lớn này có cái ta tặng cho con ta. Giờ anh biết vá giá vàng bây giờ cũng lên cao. Chục năm nữa anh biết vàng lên bao nhiêu rồi. Vàng này giống như vàng 4 số này, vàng quá mà. Đúng rồi. Chắc nằm giá phải là 5.5 triệu đi cho. Bây giờ anh đưa em đây, em đăng tin em trả cho người ta. Đồ. Chứ anh cầm anh xài thì sao? Tao kêu là bây giờ ai tin ông đem trả cho người ta hay là ông bỏ túi ông làm là riêng của đâu. Bây giờ của người ta, mồ hôi công sức của người ta ta làm ra ta mới được chừng đó, ta mua vàng ta làm của. Anh đã lậm rồi, anh phải trả lại người ta, tội người ta. Người ta kêu là nhặt được của rơi. Tạm thời bỏ túi. Ê, nhưng mà cái câu hậu cái sau này là nếu ai rớt hỏi tôi, tôi gửi lại tạm thời bỏ túi thôi. Tạm thời bỏ túi thôi. Bây giờ nha, dù anh đã tạm thời rồi. Hôm nay là anh ngày một ngày may mắn thì em cũng chúc mừng anh. Em cũng không dám xin xỏ gì tại vì của anh lượm thôi. Đúng. Em sẽ xin dù gì chiều nay anh cho em một cái bữa nhậu được rồi. Nên anh hên cho em bữa nhậu đi. Nếu như mà anh tạm thời bỏ túi nhưng mà không ai nhận thì có đó của anh rồi, đúng không? Mình lỡ đi người ta nhận lại cái tôi phải bỏ. Người ta nhận rồi người ta cũng phải cho anh một cúp gọi là cảm ơn và hậu tạ đó. Cái hậu tạ tôi khoái. Cảm ơn người ta sẽ hậu tạ cho anh. Nhìn đường nào anh cũng có tiền hết. Ha. Mà trả lỡ đâu trả rồi công việc tôi xin nghỉ rồi sao ta? Sao xin nghỉ? Thôi vậy không nghỉ hả? Không nghỉ đâu. Ok, bây giờ nha. Khoan. Gì? Bây giờ tôi nói nha. Bây giờ ông nói là ba sợi đúng ba không? Ba sợi. Bây giờ vậy nè. Bây giờ vậy là ông bịt miệng luôn. Có nghĩa là không trả luôn. Đúng rồi. Không đăng luôn. Đúng rồi. Có nghĩa là tôi sẽ cho ông một sợi. Đúng rồi. Đó, đúng không? Anh lấy cho em sợi đi. Từ từ đã, tôi nói hết ra. Nghĩa là cho ông một sợi, tôi hai sợi. Đúng rồi. Thì người lụm phải lợi đúng chứ. Đúng rồi. Chứ đòi chỉ đôi sao được. Đúng rồi. Đó, bây giờ đây nha. Tôi sẽ lấy cho ông một sợi. Đúng rồi. Đó. Rồi ông hai, tôi hai sợi, ông một sợi. Đúng rồi. Ông đợi tôi xíu. Đừng rồi. Anh hên ghê. Đúng người có nhiều người ta nó hên lắm mọi người. Đi ngoài đường thôi là lụm được mớ tiền. Đi ngoài đường là chứ lụm rồi. Nên có một cái nghề rất là hay đó là nghề nhặt củ rơi. Đâu là cái nghề ngày có ngày không. Mà đôi khi giống như là cái nghề anh lượm đống này không khác gì anh được một năm anh không làm.
hơn á, hơn năm, hơn năm nhiều quá đó. Ông này có thể là nhiều mà chắc bữa sau em cũng phải ra chỗ đèn xanh đèn đỏ, em sắm sửa cái móng nhòm đấy, làm cái nghề nhặt cua rơi nó cũng có lợi lắm mọi người. Đủ, nó rối tôi nuôi xong rồi. Rối hả? Rối rồi. Bây giờ nha, cái gì anh cho em một cọng đúng không? Đúng. Em sẽ cho anh một cái mẹo cho anh mát lòng luôn. Mẹo gì mà mẹo. Ok, vậy làm sao, làm cách nào để cho anh gỡ hết những cái cọng dây chuyền bị rối ra? Đừng đơn giản. Đừng đấy. Anh biết cách nào không? Anh kiếm cho em một ít bột năng hay bột mì hay bột kim đường, mới sao là bột là được rồi, bột em bé cũng được. Ít bột mì đi. Gì? Ít bột năng đi. Anh cho ra một cái gì hay gì á, em lấy ra cách đơn giản luôn. Không cần phải ngồi gỡ như mất công. Mày phải gỡ chứ, rối mũi mà. Tại vì anh đã cho em một cọng thì em cho anh thêm một mẹo nữa. Vậy, nó hợp với cuộc sống của ta hơn. Vậy đợi xíu tôi cầm vô. Mà vô cháo không rồi. Cháo gì mà ông nghĩ gì vàng gì mà vàng cháo. Rồi vậy đi anh vô là anh chờ. Đụng không có bọc, áo bên không có bột. Thì anh ra anh mua cái gì cũng được. Đầu tư đi. Mà cộng đó anh vô một khúc rồi như nữa. Vô một khúc lớn luôn. Rồi mua một cái bịch bột luôn đúng không? Đúng rồi, anh mua đi. Hết 10.000 bạc. Kệ ông sao, anh đầu tư có 10.000 như gì đâu mà. Ở đây à. Rồi ok, em ở đây. Hôm nay em sẽ chia sẻ cho anh với đại gia đình cách mở cộng dây chuyền bị rối, dây chuyền vàng, dây chuyền bạc, dây chuyền nào cũng được hết, miễn sao nó bị rối là được rồi nha. À, mấy anh em nào không có vận may hên như anh Khải thì áp dụng cái này ok nha. Ê, nếu mà chiều nay xong xuôi là bây giờ đi đưa ông một sợi rồi. Đúng rồi. Tôi sẽ chích ra 2 xị nữa, mua cái lẩu về nhậu. Rồi ok. Dạ. Đầu tiên mọi người muốn gỡ rối ra thì đơn giản thôi, mọi người cho em ít bột năng vô cũng được. Bột mì cũng được hay bột em bé cũng được. Rồi anh cứ cho vô đi. Gỡ ra cách đơn giản thôi. Mấy anh em lưu lại có ngày dùng, lỡ sau này có lượm được một đống cộng dây chuyền giống như anh Khải thì biết đường mà gỡ ra. Đâu mà có sẵn một hai sợi thôi, đâu mà dữ vậy. Ai biết hên sao? Ít thôi không? Ừ, anh cho vô. Này anh em tôi đang sử dụng bột năng nha. À, cái này được. Rồi anh sẽ trộn đều lên. Trộn đều đúng không? Ừ. Rồi sao? Tại vì cái bột này nó mịn á. Nó ra từ từ đó. À, tôi thấy hiểu rồi, nó không có rút, nó không có bám. Đúng rồi. Có nghĩa là mình không phải là mình rảy cho nó tự tuột, nhưng mà mình gỡ nó dễ hơn. Ừ. Đúng không? Đúng rồi. Cái này số nhiều lắm sao mà thấy một nùi dữ trời. À ok, cái mục đích của chúng ta cho bột năng hay là bột em bé vô, mục đích là để cho nó không bị rít và chúng ta dễ dàng luồn lách nó qua. Nó tuột. Ừ, nó dễ tuột đó. Không giữ coi, hình như cái này nó có một cái sợi dây gì thèo lèo á. Vàng chí mà không, ta bỏ gì một cục. À cái này đan với nhau nè. Trơn ru vậy à. Nó trơn. Ừ. Cộng vô dính vô nó trơn, buộc làm trơn á. À, như cộng này ví dụ như mình cỡ nào nó cũng không rối được. Đúng rồi. Đó, đơn giản vậy thôi. Đù. Ê nè nè, giờ là nó trơn, nó có thắt rút nó cũng tự tuột nè. Đúng rồi. Không thấy nó tự tuột không? Đúng rồi. Mà sao cái cộng này nó có cái kỳ ta? Không biết, này không biết nữa. Đù. Đó ok, ba cộng vàng là mọi người. Bây giờ nha, giữ lời hứa, em sẽ lấy một cộng, anh lấy hai cộng. Được. Tôi hứa là phải cho. Ok. Đúng không? Ok, bây giờ anh cho mình làm đấy cũng đó. Để tôi coi cái cộng nào. Em nghe mọi người. Tính ra bây giờ mình bỏ bột đó đi ha. Ừ. Tôi cũng nhiều dài rồi chứ bột. Để đó. Ờ. À, cầm đi. Từ chứa. Đó, có bột vô là gì em mở ra mọi người. Nó tự tuột luôn, nó không có rối. Ừ. Rồi bỏ vô đây. Đó. Nè. Rồi bỏ vô. Tự tuột luôn. À, bây giờ vậy đi. Tôi lấy hai sợi này rồi rối nữa rồi. Rồi. Cái này em nhét túi liền nha. Ông nhét túi đi. Rồi. Để tôi gỡ này, lên rối này không mà kéo ra ra. Đó ra nè. Đơn giản thôi. Ừ. Đây bây giờ vậy. Được rồi nha. Ê khoan. Cái cộng hình như ông bò to hơn, ông đưa cộng. Có đâu? Đưa tôi coi thử coi cái nó bự hơn sao. Cộng tôi nhỏ hơn cộng ông mà. Cộng ông hình như to hơn á. Tôi thấy vậy đó. Thiệt, cái cộng ông như to hơn cộng tôi á. Đâu đưa đây coi.
tập. Cô 500 nãy em quên. Lấy 500 mét tôi lại quên mất. Ủa sao sao vàng mà sao lại hết? Ủa sao vàng? Ông nói rõ vàng. Ê. Sao? Có cái cục 500 phản chủ. Biết để đừng lép của nó. Ủa mà sao vàng kỳ vậy? Chiều nay anh hứa là cái gì quên anh ta? Đi nhậu, đúng không? Ê, sẵn ông nói với đại gia đình nói là mai tôi làm lại nghe chưa? Nha, em đừng có nói, mà ông đừng có đăng lên. Chiều nay đi nhậu đúng không? Chiều nay mình đi nhậu. Đi nhậu đi. Tôi tiền đâu mất tốn. Anh lấy ba được cái ba cộng vàng mà. Bây giờ em không thấy đâu. Bây giờ cái ba cộng vàng bây giờ giống như là em sẽ cộng vàng này nè. Cái 500 này của em đúng rồi. Nãy em 500 em về nhà em làm đồ. Bây giờ nha, cái cộng vàng này nè. Em sẽ không lấy, em sẽ bỏ cộng vàng ra, em chờ anh đi bán. Rồi em sẽ anh em mình đi nhậu tôm hùm. Nha, bây giờ anh cứ đi bán giùm em cái. Bán cộng này giờ em bán rẻ thôi. Cộng này anh tầm bao nhiêu? 2 triệu đúng không? Em bán 1 triệu thôi. Một cộng 1 triệu anh cứ cầm. Nha. Đang quê nha, ông đừng chọc. Anh cầm 1 triệu thôi nha. Ở chiều này anh em đi nhậu. Tốn hết 10 bịch 10 ngàn bạc nữa. Nhớ nha. Trời tưởng nó củ nào củ sẵn cho mà lụm. Tưởng đời này nó hên lắm. Tưởng đâu mà vô lụm được khúc ba sợi. Lụm được củ rơi tạm thời bỏ túi. Ở chiều đi nhậu nhanh Khải, em về chứ đâu. Đừng có con khỉ gì nhậu nhậu nghĩ sao nhậu.